Xin chào quý anh chị và các bạn. Duy Tùng hiện tại đang đứng tại cổng ủy ban xã Ba Vì, huyện Ba Vì. Vâng, mảnh đất mà Duy Tùng sau đây giới thiệu quý anh chị đó là mảnh đất lô góc và đối diện với ủy ban luôn. Đây, quý vị có thể thấy đây là ủy ban xã Ba Vì. Đấy, và đằng sau ủy ban xã đó là núi Ba Vì. Vâng. Sau đây Duy Tùng mời quý vị và các bạn hãy review qua mảnh đất. Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Duy Tùng Dreamland, đất nền đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Xin chào. Đây, mảnh đất mà Duy Tùng đang định giới thiệu cho quý anh chị và các bạn. Nằm trên, đây là trục chính tại sát với ủy ban xã Ba Vì, huyện Ba Vì. Đấy, có một cái tên đặc biệt là ủy ban xã Ba Vì và huyện Ba Vì luôn. Đó, đây chính là cái trục chính. Đây là đường vào ủy ban xã. Và mảnh đất em định giới thiệu quý anh chị đó là lô góc đây. Lô góc này là tổng diện tích là 4.300m. Lô góc hai mặt đường, view rất là thoáng, ngay trung tâm hành chính của xã, đối diện với ủy ban xã, gần với trường học. Đấy, nên gần với chợ nữa. Rất là thuận tiện. Mà mảnh đất này là nghỉ dưỡng thì lại vô cùng là đẹp. Tổng diện tích mảnh đất là 4.300m, có 400m thổ cư. Đấy, mặt đường này là hơn 50m và mặt đường trục chính này là cũng hơn 30m. Tổng diện tích là 4.300m quý anh chị nha. Tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì. Đấy. Phía đằng ngay cứ đây số tay em chỉ đó là dốc Sổ, một dốc rất nổi tiếng của Ba Vì. Đây, mảnh đất lô góc đây, lô góc hai mặt tiền 4.300m. Đối diện với ủy ban luôn. Đấy, đường rất là thoáng. Quý anh chị quan tâm đến những mảnh đất tại Ba Vì xin hãy đăng ký kênh của em nhé, hoặc theo dõi để em sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn những mảnh đất tiếp theo. Rất là đẹp. Đấy. Và quý anh chị nào có đất tại khu Ba Vì này cần thanh khoản chuyển cho chủ nhân mới thì xin hãy liên hệ với em. Vâng. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.